Thưa quý vị các bạn, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã bước vào giai đoạn nước rút khi các ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump tập trung vận động tại các bang chính trường. Cuộc chạy đua đang diễn ra có nhiều yếu tố bất ngờ với những diễn biến phức tạp. Vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ tác động như thế nào tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Video ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp phần nào những băn khoăn đó thông qua góc nhìn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Vừa qua, Hội thảo khoa học bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, kịch bản và những vấn đề quan tâm đã được Viện Nghiên cứu châu Mỹ VIAS và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế CSSD đồng tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo thu hút sự quan tâm, theo dõi và tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng sự có mặt của nhiều đại sứ đến từ các sứ quán trên địa bàn thủ đô Hà Nội, các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại đến từ các đơn vị liên quan khác. Phát biểu dẫn đề hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Cao Đức, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu châu Mỹ VIAS cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân Mỹ mà còn của các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng và có ý nghĩa định hình tương lai của nước Mỹ, có tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, các nhà khoa học có cơ hội để phân tích, thảo luận sâu hơn về các kịch bản có thể diễn ra liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trên cơ sở đó có thể đưa ra những đánh giá ban đầu về những tác động chính sách, xu hướng chính trị liên quan. Phó Viện trưởng phụ trách đề nghị các tham luận tập trung làm rõ các vấn đề có tính chất nổi bật đã và đang diễn ra trong tiến trình bầu cử, thảo luận về những kịch bản xu hướng đối ngoại trọng tâm có thể xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với từng ứng viên, cũng như làm rõ tác động của cuộc bầu cử đến mối quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới. Theo đó, hội thảo đã được lắng nghe các tham luận về bối cảnh của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nhận diện xu hướng chính sách của các ứng cử viên, những kịch bản có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, dự báo xu hướng chính sách đối ngoại và chính quyền mới ở Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những vấn đề cần quan tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và tác động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến mối quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới. Qua đó có thể nhận thấy, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Bà Harris được cho là đang có lợi thế đáng kể tại một số bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania và Michigan. Tuy nhiên, tại các bang như Wisconsin, cuộc đua giữa hai ứng cử viên diễn ra rất sát sao và có thể quyết định đến kết quả bầu cử. Cựu Tổng thống Donald Trump từng thua tại Wisconsin vào năm 2020 và đây là chuyến đi thứ tư của ông tới bang chiến trường này chỉ trong vòng hơn một tuần qua. Bà Kamala Harris hồi tuần trước cũng đã có cuộc meeting tại Wisconsin, cụ thể là Ripon, vốn được coi là nơi sinh ra Đảng Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 10, bà Harris đã tới Bắc Carolina, gặp gỡ các nhân viên cứu trợ và những người dân ở một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Helen. Trong khi đó, đối thủ Đảng Cộng Hòa cũng có màn xuất hiện ấn tượng sau lớp kính chống đạn tại Butler, Pennsylvania, nơi ông đã thoát chết trong một vụ ám sát hồi tháng 7. Dựa trên các luận cứ khoa học, các đại biểu cũng đưa ra những đánh giá cho thấy sự khác biệt rõ rệt về các xu hướng theo nhóm nhân khẩu học. Hiện tại, bà Harris nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phụ nữ, đặc biệt là tại Michigan, nơi bà dẫn trước ông Trump với cách biệt lớn về tỷ lệ cử tri nữ. Trong khi đó, ông Trump có sự ủng hộ mạnh hơn từ nam giới, cựu chiến binh và các cử tri không có bằng đại học. Bà Harris nhận được sự ủng hộ từ cử tri trẻ nhiều hơn và các nhóm thiểu số. Còn ông Trump chiếm ưu thế ở nhóm cử tri cao tuổi và cử tri da trắng. Bàn về các vấn đề trọng yếu, các chuyên gia cho rằng cử tri Mỹ có sự chia rẽ rõ ràng về các vấn đề mà họ quan tâm, cụ thể là các vấn đề liên quan tới lợi ích mà họ nhận được khi ứng cử viên đắc cử. Ông Trump nhận được sự tin tưởng hơn cho việc xử lý các vấn đề kinh tế, nhập cư và lạm phát, trong khi bà Harris được đánh giá cao hơn về các quan điểm liên quan tới vấn đề sức khỏe, kiểm soát súng đạn và các vấn đề xã hội như quyền phá thai. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác cũng được các đại biểu đề cập, đó là nhóm cử tri độc lập. Bà Harris đã có được bước tiến lớn cho việc thu hút nhóm cử tri này và đang dẫn trước ông Trump với một tỷ lệ khá xa. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt trong các bang chính trường, nơi cử tri độc lập đóng vai trò then chốt. Cuộc đua giữa ông Trump và bà Harris hiện đang có nhiều diễn biến bất ngờ ở giai đoạn nước rút. Cả hai đều ở thế chạy đua rất sát sao, rất khó để đưa ra được nhận định cuối cùng ai sẽ là người về đích trước khi mà cuộc đua vẫn đang trong tiến trình vận động. Về quan điểm có hàm ý chính sách liên quan tới mối quan hệ Việt-Mỹ, các chuyên gia và nhà khoa học đều cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ dựa trên chính sách đối ngoại của người thắng cử. Có 3 yếu tố có thể tác động và tạo ra những ảnh hưởng nhất định tới mối quan hệ này. Thứ nhất, chính sách đối ngoại. Nếu Donald Trump tái đắc cử, có thể ông sẽ tiếp tục chính sách thương mại cứng rắn và tập trung vào American First, tức nước Mỹ trên hết, làm giảm sự can dự của các tổ chức quốc tế, các hiệp định đa phương. Điều này có thể tạo ra sự bất ổn trong thương mại toàn cầu, trong đó có mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ. Mặc dù vậy, dưới thời ông Trump, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn khá vững mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và an ninh khu vực. Thứ hai, chính quyền Kamala Harris. Nếu Harris chiến thắng, chính sách của bà có thể kế thừa nhiều yếu tố từ chính quyền Joe Biden với cách tiếp cận đa phương và cam kết vào các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và hợp tác khu vực. Điều này có thể củng cố thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt khi Việt Nam đang muốn gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững. Thứ ba, thương mại và an ninh. Dù ai thắng cử, mối quan hệ thương mại và an ninh giữa hai nước đều có khả năng tiếp tục phát triển. Cả Trump và Harris đều sẽ ưu tiên hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc, một nhân tố quan trọng liên quan trực tiếp tới hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Phát biểu tổng kết hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch CSSD đã đánh giá cao các tham luận trình bày tại hội thảo và cho rằng các ý kiến đã trao đổi mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, tạo cơ sở quan trọng để triển khai thêm các hoạt động hợp tác với quy mô hứa hẹn trong tương lai. Khẳng định, dù kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 diễn ra theo chiều hướng nào và ai sẽ đắc cử, sẽ có tác động không nhỏ đến chiến lược hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng trong ngắn hạn, với cả hai ứng cử viên, Việt Nam đều có thể duy trì hoặc gia tăng mối quan hệ này, dù theo cách tiếp cận khác nhau, để phát triển bền vững nhờ vào vị trí địa chính trị, khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như quan điểm ngoại giao cây tre mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta theo đuổi. Bên cạnh cuộc hội thảo nói trên, Học viện Ngoại giao trước đó cũng đã tổ chức tọa đàm bầu cử Mỹ 2024, dự báo đánh giá tác động và kiến nghị chính sách cho Việt Nam. Các tham luận và phát biểu tại tọa đàm cơ bản thống nhất nhận định rằng tình hình bầu cử Mỹ hiện nay rất khó dự đoán kết quả do hai ứng cử viên đều suýt soát nhau và có những lợi thế riêng. Nhìn chung, kết quả bầu cử không dẫn đến thay đổi lớn trong chiều hướng thúc đẩy hợp tác của Mỹ ở khu vực, do cả hai đảng đều nhận thức rõ lợi ích lâu dài tại khu vực. Tuy nhiên, việc xác định lợi ích và mục tiêu của Mỹ đối với khu vực có nhiều tương đồng và cách tiếp cận và ứng xử với các nước trong khu vực của hai ứng cử viên là khác nhau, do đó đòi hỏi các nước cần có sự chuẩn bị cho từng kịch bản. Trong trường hợp bà Kamala Harris thắng cử, về cơ bản chiều hướng chính sách của chính quyền mới sẽ không có nhiều thay đổi so với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Trường hợp ngược lại, chính quyền của Tổng thống Trump phiên bản 2.0 sẽ thúc đẩy các biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn hơn trong các vấn đề lợi ích cốt lõi của Mỹ. Về kiến nghị chính sách cho Việt Nam, các đại biểu khẳng định việc dự báo là nền tảng chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, dù ứng cử viên của đảng nào thắng cử. Nâng cao hợp tác thực chất cũng có lợi trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.